thấy rất vui vì được nhận những món quà. Hôm nay con được tham gia văn nghệ và nhận quà, con rất vui và rất là ý nghĩa và tích cực. Trong những năm qua thì cũng đã được các cấp quan tâm các cái chính sách rất nhiều. Dịp Tết Trung Thu 2024 thì được sự quan tâm của các cấp các ngành và cũng như là công ty Samsung cũng đã tạo điều kiện cho bà con nhân xóm Mỏ Chì có những phần quà rất thiết thực và có những tổ chức cái Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Đồng bào rất phấn khởi và chấp hành nghiêm các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Khi mà em tới đây thì em thấy rằng là các trẻ em ở trên đây vẫn còn rất là thiếu thốn rất là nhiều trong cuộc sống, và em hy vọng rằng là các trẻ em ở ngoài kia đều có thể có cuộc sống đầy đủ ấm no và hạnh phúc, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết thiếu nhi như thế này. Khi mà em tham gia chương trình trao quà Trung Thu cho các trẻ em ở trên đây thì em thấy rằng là các trẻ em đều rất là hạnh phúc và vui mừng khi mà nhận được quà, nhận được túi sách, nhận được đồ chơi, đồ ăn. Ngoài kia vẫn còn rất là nhiều trẻ em đang có những cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Thế nên là chúng ta hãy nên chung tay để các em có được cuộc sống đầy đủ và ấm no hơn.